Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi hợi tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận Mời các bạn cùng theo dõi nhé Mẹ Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi hợi âm lịch đây là một tháng mà thực sự bạn làm việc rất hiệu quả. Bạn cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ tìm hướng xử lý. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn nhé. Chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi hợi được diễn ra theo đúng kế hoạch dù lúc trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi cuối cùng thì bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến khá vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Tháng 8 có thể thấy, bạn phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca, thức khuya, tuy nhiên bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu. Năng nhặt chặt bị, rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này những công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa tuy nhiên trong tháng trung thu này mọi người được thỏa thích vui chơi thì bạn lại lo lắng về sức khỏe vì đang có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển vận động nên dễ khiến xương cốt thoái hóa Bản mệnh nên điều chỉnh lại lối sống sao cho lành mạnh hơn, nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi hợi âm lịch sự nghiệp. Theo tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch thiên vu cát tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước đến giờ bạn chưa có cơ hội thực hiện điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ thú vị khác biệt với sự quen thuộc thường thấy hãy tự tin thể hiện bản thân nhé đây là một tháng mà thực sự bạn làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách bạn cảm thấy hào hứng hơn nhiệt tình hơn bạn cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ tìm hướng xử lý thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn nhé. Điều đặc biệt là bạn tìm được niềm vui trong công việc, ngay cả những thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mặt bạn cũng có sức cuốn hút riêng, chỉ cần là bạn quan tâm đến chúng. Hãy làm mọi thứ bằng trái tim mình, khi bạn có sự kết nối chặt chẽ với chiều sâu tinh thần của mình và có thể phát huy sức mạnh tương tự ở những người xung quanh. Nửa sau của tháng dường như trở nên khó khăn và rắc rối hơn khi giai đoạn tích cực dường như mờ nhạt dần. Thêm vào đó, có quá nhiều người đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi cho bạn và khiến cho bạn cảm thấy như mình bị quá tải vậy. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi hợi âm lịch tài lộc thiên cẩu hung tinh có thể mang tới một số thông tin không dễ chịu cho lắm như là giá chứng khoán giảm thị trường đang lép dốc hoặc có thể là một số chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện hoặc một rắc rối tưởng chừng đã thuộc về quá khứ sẽ quay lại làm phiền đến bạn lúc này bản mệnh cần tỉnh táo tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời hãy giải quyết chúng triệt để trực diện nếu không bạn sẽ còn đau đầu dài hơn các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ ổn thỏa do đó cần thẳng thắn rõ ràng trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế bạn cảm thấy đau đầu liên quan đến việc chi tiêu đầu tư sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi bạn tìm thấy mình có thêm được sự mở rộng về thời hạn và không còn phải chịu những áp lực mà bạn đã phải trải qua trong những ngày đầu hãy chọn những nhiệm vụ mà bạn yêu thích còn phần còn lại thì để sau bạn có biết mình là con giáp giỏi đầu tư, tương lai nhất định phú quý hơn người. Nhân khi có lục bạch bay về phương chính bác báo hiệu cơ may phát tài sẽ đến với mệnh chủ, với tài trí và sự nhanh nhạy của mình, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này đâu. Tử Vi tháng 8 năm 2020 tuổi hợi âm lịch tình duyên Tình cảm bình ổn nhưng chưa phải là giai đoạn rực rỡ của các cặp đôi và người độc thân vẫn chưa đủ niềm tin để mở lòng với người khác giới. Bạn vẫn đang muốn tìm lại trạng thái cân bằng trước khi bắt đầu chuyện tình cảm mới. Với những cặp đôi, đây là lúc mà bạn nên có sự tách rời với một nửa của mình một chút bởi vì sự gắn kết quá chặt chẽ đôi khi không phải là một điều hay. Cho mình và một nửa thời gian để cả hai cùng có những cảm nhận riêng trong đời sống thì hơn đấy tâm trạng của con giáp tuổi hợi tháng này không được tốt lắm nhất là người độc thân tuy nhiên nhờ tam hội mà bạn có được những khoảng thời gian bên gia đình đem lại cho bạn sự xoa dịu phần nào họ là nơi bình yên để bạn tìm về giúp bạn khỏa lấp được nỗi trống vắng trong lòng mình ngày trung thu hãy lựa chọn ở bên người thân nhờ thế mà bạn bước qua được những căng thẳng muộn phiền trong công việc và giải quyết mọi vấn đề tốt hơn đấy tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi hợi âm lịch sức khỏe. Để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, con giáp tuổi hợi có thể tìm nhiều hoạt động hơn để tham gia, và đừng quên rằng các hoạt động ngoài trời có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bạn trong thời điểm này. Thay vì chạy trong phòng gym bạn nên chạy ở công viên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, yếu tố tinh thần cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, bạn nhớ đừng vì căng thẳng công việc quá mà nhiều đêm mất ngủ nên biết cách gạt bỏ bớt lo toan trước khi lên giường đi ngủ, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi, như thế bạn mới có thể có được sức khỏe tốt. Giữ cho bản thân tích cực vận động mỗi ngày giúp khỏe mạnh cả về thể chất, trí não và tinh thần, đặc biệt là trong thời gian căng thẳng của dịch bệnh. Cẩm Nang Vượng Vận. 1. Đinh Hợi Thổ, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán khẩu quyết bạn có thêm nhiều giá trị niềm tin mới khá hay ho, thú vị. Quý nhân, mão, tuất tiểu nhân, ngọ, mùi màu sắc may mắn, vàng, trắng. 2. Kỷ hợi, mộc, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, dù mơ ước cuộc sống xa hoa nhưng đừng vội chi tiền mua đồ xa xỉ. Quý nhân, dần, mùi tiểu nhân, dậu, sửu màu sắc may mắn, tím, trắng. 3. Tân hợi kim, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi hợi âm lịch hãy nâng tầm lối sống của mình bằng việc quan tâm chi tiết. Quý nhân, thân, dần tiểu nhân, sửu tị màu sắc may mắn, tím, trắng. 4. Quý hợi thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết có những dự tính không phù hợp và bạn cần linh hoạt thích nghi. Quý nhân, ngọ, thìn tiểu nhân, tị, mão màu sắc may mắn, trắng, đen. 5 ất hợi, hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết có người thân giúp bạn về tiền và cho bạn chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. Quý nhân, dậu, tỵ tiểu nhân, thân, ngọ màu sắc may mắn, hồng, nâu cảm ơn các bạn đã theo dõi video.